Rồi, hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của Nghiện Mô Hình nha. Ngày hôm nay mình có trên tay được một phiên bản mô hình đến từ hãng SATEC Iron Man Mark 1. Nếu như mà các bạn coi từ những ngày đầu của mình á, thì mình đã từng trên tay một cái phiên bản Iron Man Mark 1 của bên Hot Toys rồi. Một cái Iron Man Mark 1 bên Code Baby. Hình như có luôn. Mình đã quay cái đó rồi. Là chung một cái bộ mà series 7 mô hình đầu tiên của Tony Stark á, là mình có quay cái đó bên Code Baby. Thì cái phiên bản Iron Man Mark 1 thì nói chung nó là cái nguồn cảm hứng rất là nhiều cho các hãng làm luôn á mọi người. Dạng giống như là nhiều hãng làm lắm. Ở bên Hot Toys là hình như là làm một cái phiên bản nó hơi to một chút xíu, dạng giống như là nó nhiều phụ kiện á, nó nhiều phụ kiện để nó cho đúng với nguyên tác trong phim nhất. Còn bên hãng của Code Baby thì làm theo kiểu chibi chút xíu, còn theo kiểu của SATEC là nó vừa chibi, nó vừa nhỏ gọn lại nhưng mà nó cũng hoành tráng nha mọi người. Và đặc biệt luôn, hôm bữa mình có quay về những cái bộ SATEC á, về Spider-Man với Iron Man á, thì mình đã từng nói rồi nha, hàng bên SATEC rất là nặng luôn, SATEC rất là nặng luôn nha. Bởi vì bây giờ để đỡ tốn thời gian của mọi người á, thì mình đã lấy cái bản mô hình này ra từ cái hộp này rồi, để cho mọi người coi được rằng là trong cái bộ này nó có cái gì. Thì tất nhiên hàng của SATEC mình hôm bữa đã nói rồi, nó là hàng mô hình tĩnh nha mọi người. Mô hình, để mình giải thích kiểu là mô hình động với mô hình tĩnh là sao. Mô hình động là có nghĩa là nó có các khớp luôn, mình có thể tác động vào, có thể tạo các bô khác nhau. Còn mô hình tĩnh là dạng giống như nó chỉ có thể bô một cái kiểu như vậy thôi, để chúng ta trưng một chỗ. Thì cái lợi của cái mô hình tĩnh á là nó rất là bền nha, tại vì nó là một cái khối nguyên khối luôn mà, các khớp của nó đâu có di chuyển đâu, bởi vì cái khớp này bạn không sợ bị lờn. Đó là cái điểm mà gọi là lợi thế của mô hình tĩnh nha mọi người. Thì cái phiên bản của Iron Man Mark 1 á, mình đã trên tay cái phiên bản Hot Toys rồi. Mình trên tay cái phiên bản Hot Toys cho mọi người coi rồi, là nó dạng giống như là nó rất là nhiều cái chi tiết luôn. Và mình nhớ nhất luôn là cái phần cơ khí, cái phần cơ khí đằng sau của Iron Man Mark 1 nha mọi người. Đây, ở đây bên Hot Toys nè, là cho mình cái này có thể tháo rời ra được luôn nha. Và ở đây là cái chỗ mà để chúng ta dặn đàn nè, lát mình sẽ show cho mọi người coi nó như thế nào nha. Và cái phần cơ khí này nè, là mình sẽ đính vào bên trên ở đây bằng 500 luôn nha, mọi người thấy không? Đó. Nào mọi người nghe cái tiếng này nha. Coi. Là cái phần cơ khí, cái buổi sơ khai cái bộ giáp đầu tiên á, tại vì Iron Man Mark 1 này là nó ra trong cái phần 1 của phim Iron Man luôn. Xuất hiện rất là lâu rồi. Dạng giống như là nó xuất hiện lâu quá nên nhiều khi bây giờ mọi người nhìn thấy là nó vẫn có cái phần giống như là cái giáp của nó, giống như cái những cái phần giáp mà của các chiến binh thời Trung Cổ á mọi người. Nè, là giáp ngực. Ở đây là cái lõi năng lượng của Tony Stark nè, giáp ngực, giáp chân, giáp tay, giáp nón nè. Nó dạng giống như là nó hơi thiên hướng về cái phía mà các chiến binh thời Trung Cổ á. Thì đặc biệt bên SATEC sơn một cái màu gọi là metallic bạc nha. Có các giống như là màu nó hơi bị nâu nâu nè, dạng nó cũ theo thời gian á, với lại trải qua chiến đấu thì nó như vậy. Về cơ bản thì mô hình tĩnh thì nó sẽ tương đối dễ làm hơn mô hình động, nên các chi tiết ở bên cái phần mô hình này được hoàn thiện khá là tốt, màu sơn đẹp nè. Để mình nói sao về cái màu sơn đẹp hay không. Màu sơn đẹp là không phải là nó chỉ đúng về màu sắc không nha, mà nó còn có những cái phần mà dạng giống như là nó gần giống như trong phim nhất á, thì mình sẽ nói nó là màu sơn đẹp. Còn riêng về cái bát riêng này nè, là mình nghĩ bên trong đây là một cái phần 500 luôn. Ở ngoài thì được trang trí có một cái bình chứa năng lượng nè, rồi xong rồi có các bánh xe, các động cơ cơ khí luôn, để giúp cho cái bộ giáp này nó mạnh lên, nó mang được sức mạnh đặc biệt nha. Đó, thì đây là một cái bộ, đây là một cái con mô hình, một con mô hình lớn như vậy ở trong mô hình đó luôn. Ở trên đây có những cái vết tích dạng như là chiến tranh đó, đánh vô nó bị lủng nè, nó bị mớp nè mọi người. Đó,
Thì trước sau như vậy là nguyên một cái con mô hình như vậy nó không cử động được, nên mình cũng sẽ không bàn về cái chuyện khớp của nó như thế nào nha, mình sẽ để qua một bên. Cái phần thứ hai mà chúng ta nhận ra được ở trong cái bộ này là một cái phần đế. Một cái phần đế này nặng lắm nha. Hôm bữa mình từng cầm qua một cái đế của bên Spider-Man với lại Iron Man á, thì mình nhận ra được cái đế của bên X-Artes làm rất là nặng luôn. Mình nhìn thấy không? Ở đây có chữ luôn nè, Iron Man Mark 1 nè. Đây là phiên bản Limited Edition 1723 nha, X-Artes Big Kingdom. Rồi mua cái bản quyền của bên Marvel. Thì cái đế này nó rất là nặng. Dạng giống như là nó làm giả một cái sân xi măng á, để chúng ta có thể trưng mô hình lên. Đặc biệt luôn, mua hàng của X-Artes thì mình có một cái sa bàn luôn, về hỏi cần phải kiếm mua cái sa bàn nào hết. Về nhiều khi bây giờ mấy cái mô hình mà dạng như bên Gundam đi, hay là bên Avenger đó, giờ mình đã từng nói rồi, mua về kiếm cái sa bàn để trưng rất là khó nha mọi người. Đặc biệt có những người ta chuyên làm thì nó sẽ dễ. Còn trong cái hùng này luôn thì nãy mình thấy là nó có tặng thêm mấy cái món phụ kiện nữa. Cái món phụ kiện thứ nhất là một cái hùng gỗ nha, dạng giống như một cái hùng vũ khí chiến tranh hồi xưa bạn coi trong mấy cái phim mà chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh thế giới thứ nhất á, thì mọi người sẽ thấy được, nhận ra được những cái hùng này là những cái hùng mà một cái thứ nhất là chứa vũ khí, cái thứ hai là chứa bom đạn đó. Thì cái này là cái dạng của nó là như vậy, đúng chất của bộ giáp một này luôn nha, nó gần gần glass sheet giống kiểu đó. Thì nó sẽ cho mình hai cái hùng này, hai cái hùng gỗ đó, để mình lưu xuất cho mọi người coi là nó làm chi tiết nó cỡ nào. Cái màu sơn giả gỗ nhưng mà theo kiểu mà giả màu gỗ của quân đội nha, chứ không phải là màu gỗ thường. Màu gỗ của quân đội ngày xưa nó sẽ như vậy, như hai cái cục gạch vậy á, rất là chắc chắn luôn đó, để chúng ta trưng được đẹp hơn. Vàng giống như là nó cũng là một phần của tiểu cảnh đó mọi người. Nó sẽ cho mình là hai cái hùng phi. Hai cái hùng phi này ngày xưa là để chứa dầu diazen á, các nhiên liệu để chúng ta bỏ vào trong những cái cỗ máy chiến đấu giống như là xe tăng, xe bọc thép á. Thì ngày xưa những cái hùng này là chuyên chở những cái dầu diazen nè mọi người. Ở đây thì nó cũng được làm rất là cứng cáp luôn, như hai cục đá, như hai cục đá vậy đó. Thì cái này cũng là một phần trong tiểu cảnh luôn. Thì cái mô hình này ngoài một cái đế, một cái con mô hình Iron Man Mark 1, bốn cái phụ kiện tiểu cảnh ở đây thì hết rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ nói đi sâu về cái phần mà dạng giống như là nó có thể tác động được nha. Nói sơ qua là những con Iron Man của bên X-Artes thì thường thường nó sẽ sáng ở chỗ nào? Thường thường là nó sẽ sáng ngay cái phần mắt. Nhưng mà với cái kiểu mà cái mặt nạ như vậy thì mình nghĩ không sáng phần mắt đâu. Tại trong bên trong là mình thấy luôn cái mắt của Tony Stark nè. Nó sẽ sáng cái phần ngực, mình nghĩ là sáng cái phần ngực nha. Chắc con này thì nó chỉ sáng phần ngực thôi mọi người, chứ nó không sáng gì hết. Khi nào mà mình tìm được pin thì mình sẽ lại đây gắn cho mọi người coi là khi nó phát sáng, nó sẽ phát sáng cái gì nha. Như cái kiểu mà bên hôm bữa mà Iron Man thì nó sẽ sáng cái phần đầu đó mọi người. Mình có quay trong cái tập hai cái sản phẩm của X-Artes là ba sản phẩm chứ. Hai sản phẩm về Spider-Man, hai sản phẩm về Iron Man và một sản phẩm về Spider-Man. Mình sẽ để cái đường link bên dưới luôn. Các bạn thích thì các bạn quay lại cái tập đó, các bạn coi về cái sim, các sản phẩm của X-Artes nha. Tại vì đại đa phần bây giờ X-Artes sản xuất rất là ít và cũng ít người kinh doanh đó. Nên mình sẽ kiếm được cái bản nào thì mình sẽ quay luôn cái bản đó cho mọi người coi nha. X-Artes tập trung vào cái phần trưng bày sản phẩm, nên sẽ làm những cái phiên bản mô hình nó hơi tĩnh một chút. Rồi xong rồi nó sẽ có một cái sa bàn để chúng ta để lên trưng ở trong một cái chỗ góc nào đó. Nó đẹp đó mọi người. Nó dạng giống như chúng ta mua về chúng ta hỏi cần kiếm tiểu cảnh luôn. Thường thường cái tiểu cảnh thì vậy, kiếm rất là cực nha. Hoặc là đặt người ta làm rất là khó. Cái phần này thì 500 thôi. Mình khi mà mình gắn á, thì ở đây mọi người thấy không, ở đây cái phần chữ của nó nè, cái phần sơn rất là đẹp luôn nha. Sơn theo cái kiểu này, sơn màu vàng thì nó khó nha, nhưng mà sơn theo cái kiểu mà nó bị dạng như bị gỉ sét á, rồi xong mà có các đường mà giống như là bị cắt đứt này kia kia nọ, nó rất là khó luôn. Thì đánh giá rất là cao cái màu sơn của bên X-Artes. Mình gắn tạm thời gắn cái này ở đây. Giờ sau đó thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách để các bạn chân lên trên cái tiểu cảnh này nha. Ở dưới cái phần chân này thì sẽ có một cái lỗ nè. Mọi người nhìn thấy ở trên cái sa bàn này có một cái cây thanh kim loại nó dài ra. Thì chúng ta gắn cái này vô.
chúng ta canh cái phần này nè để chúng ta gắn vô nha. Rồi sau khi mà gắn lên trên cái đế rồi đó thì nói chung là nó dạng giống như là nó cũng hơi vững chắc rồi đó mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục gáp những cái phần phụ kiện còn lại. Như hồi nãy mình nói là có hai cái hộp vũ khí nè, hai cái hộp vũ khí chiến tranh của ngày xưa, thì mình sẽ để một cái ngay đằng sau lưng trước. Sau đó mình sẽ để thêm một phần nữa. Nếu mà các bạn thấy nhiều khi các bạn để đằng sau mà các bạn không thấy, các bạn có thể để đằng trước nha. Mà để đằng trước thì nó lại choáng chỗ của con mô hình. Mà các bạn nên nhớ là con mô hình là nhân vật chính chứ không phải là hai cái hộp này, nên mình sẽ để đằng sau nha. Đó, để ở đây thì nó cũng thấy nha, dạng nó sẽ thấy là hai cái hộp vũ khí ở đằng sau. Còn hai cái phần hùng phi này thì mình sẽ để ở đâu? Mình có hai cách để nha. Cái thứ nhất là mình sẽ để đứng luôn, mình để đứng nè. Còn cách thứ hai thì mình để một hùng đứng, một hùng nằm. Còn không thì mình để hai hùng nằm luôn. Đó là dạng khi mà chúng ta trưng bày nó như thế nào thì nó sẽ như vậy nè mọi người. Đây là cái phần mặt trước nha mọi người, coi là khi mà chúng ta trưng bày thì mặt trước nó sẽ như vậy. Giờ còn cái phần mặt sau nè. Đó, nhiều khi mấy bạn nhìn nha, cái phần mặt sau nó lại đẹp hơn mặt trước luôn đúng không? Đó, cái này là để chúng ta trưng cái chỗ nào mà dạng giống như một cái bục á, để có thể thấy được 360 độ cái mô hình này luôn thì nó sẽ đẹp nhất. Có nghĩa là dạng nó tỉ mỉ chi tiết ở mặt sau và tỉ mỉ chi tiết ở mặt trước luôn. Ở mặt bên cũng đẹp nữa, nên chân ở ngang cái bục mà 360 độ là đẹp nhất nha. Thì để nói luôn là cái sản phẩm này có nhiều bạn nghĩ vô hỏi mấy cái sản phẩm mà mình review thì giá của nó bao nhiêu á, thì hiện tại bây giờ cái mặt hàng XATEC Iron Man Max 1 này nó dạng giống như nó bán hết rồi mọi người. Nó hơi hiếm trên thị trường. Những cái sản phẩm này thì mình mượn để mình quay cho mọi người coi thôi, chứ nó hiện tại bây giờ cũng không ai bán nữa, nó hơi hiếm rồi. Nên bây giờ mọi người muốn mua thì sẽ mua theo hai dạng. Cái dạng thứ nhất là mọi người order từ nước ngoài về theo cái dạng là reorder của hãng. Còn cái thứ hai á, là mọi người sẽ mua theo dạng là đã qua sử dụng á, second hand. Mà mua dạng qua sử dụng second hand thì các bạn kiểm tra dùm cái những cái hàng của XATEC đa phần nó dạng giống như nó cứng như vậy nè. Nó sẽ xảy ra một cái tình trạng gọi là bệnh chung á, là nó sẽ bị xước hay nó bị bể. Và có một số bạn thì dán lại xong rồi bán cho chúng ta không kiểm tra kỹ á, về thì nó, mấy bạn nghĩ đi, một cái sản phẩm mà đã dán lại rồi thì làm sao mà nó bền bằng những cái sản phẩm mà nó nguyên khối như vậy được, đúng không nè. Đó, bởi vì mọi người nếu mà mua hàng second hand thì mọi người kiểm tra kỹ trước khi nhận hàng nha mọi người, tại vì giá trị của con XATEC nó cũng cao. Rồi, ok, đây là cái bài trên tay nhanh của mình về Iron Man Max 1 bên hãng XATEC làm về cái mẫu mô hình tỉnh chung với một cái sa bàn để chúng ta có thể trưng ở một cái bục nhìn 360 độ rất là thích mắt luôn, đúng không nào. Nếu mà các bạn thích video này thì ngại gì không cho Nghiện Mô Hình một like, một chia sẻ, đừng quên nhấn đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video về sau. Bye bye.